Nam em, Tiêu chẳng hành nhưng hường khổ vì đàn ông bỏ rơi. Nam em gây bất ngờ khi tiết lộ lý do chọn cuộc sống độc thân sau bao hàng trầm chuyện tình cảm. Chương trình Tài Tám Téo Trên Lan tập 6 với sự tham gia của 4 khách mời: Khả Như, Nam Em, Mạc Văn Khoa và Lê Dương Bảo Lâm. Tại đây họ có dịp tranh luận về quan điểm phụ nữ khi lập gia đình. Trái ngược ý kiến của các đồng nghiệp, Nam Em gây bất ngờ khi lên tiếng ủng hộ phụ nữ độc thân. Người đẹp cho biết cô hiện nên chọn cuộc sống độc thân thay vì hãy thoải mái và phù hợp với quan điểm sống. Trước đó, Nam Em thừa nhận chỉ quen bạn trai chứ chưa nghĩ đến việc lập gia đình vì mọi thứ vẫn còn mới mẻ. Nữ diễn viên tâm sự: những người đàn ông gặp tôi đều muốn cưới, tôi chỉ xác định quen cho vui thôi, tôi có hứng thú chinh phục đàn ông. Cô nói thêm về những điều cảm thấy khó hòa nhập trong một mối quan hệ có tính ràng buộc. Tôi là một trong những người khác biệt, không thích lập gia đình và thích chinh phục những thành tựu trong cuộc sống. Điều phụ nữ có chồng không có chính là sự tự do. Tôi rất khó chịu về việc đi đâu cũng phải bị hỏi han, phải xin phép. Đáp lại, Khả Như cho rằng nếu không lập gia đình, đôi lúc phụ nữ phải đối mặt với những khó khăn không thể giải quyết, như việc đồ dùng trong nhà bị hư bất chợt. Nam Em thẳng thắn khẳng định, cuộc sống độc thân không có nghĩa là cô đơn. Tôi luôn chọn sống gần bạn bè, những người luôn sống chết vì mình. Mình cần thì họ sẽ giúp, cô chia sẻ. Ngoài ra, Nam Em cũng cho biết gia đình hoàn toàn ủng hộ mọi sự lựa chọn của cô, kể cả chuyện từ chối hôn nhân. Nữ ca sĩ tiết lộ, bà tôi mất rồi, con mẹ thì nói kiếm ai hơn mình thật thì yêu. Nhưng tôi nói rõ ràng là chẳng có nhu cầu cần có chồng. Có con nên gia đình tôi rất thoải mái về việc này. Có những người đàn ông rất đẹp trai, nhưng cưới về thì rất khổ. Đàn ông là mật ngọt chết ruồi, chinh phục xong là bỏ. Người khổ là phụ nữ, là những người yêu chân thành như tôi. Về phía Mạc Văn Khoa và Lê Dương Bảo Lâm, họ cũng bày tỏ sự bất đồng về quan điểm của Nam Em. Tuy nhiên, hai khách mời bày tỏ trân trọng ý kiến của đàn em, bởi lẽ mỗi người có lý tưởng sống khác nhau. Kết thúc chương trình, Khả Như mong rằng, dù với lựa chọn nào đi nữa thì phụ nữ xứng đáng được sống hạnh phúc với cuộc sống của chính mình.